ខ្ញុំឈ្មោះនីប្រតិពីដែលជា host នៅក្នុងអាទិត្យហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថើថាហេតុអីបានជា podcast របស់យើងខាន់ចាញ់វីដេអូយូរម៉ែដែលសារតែ ហើយតើគឺជាBA Top Scorer វាថាBA Top Scorer នោះក៏សំដៅទៅលើនិស្សិតCamAd នៃបរិយាបត្រគណនីនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលសម្រេចបាននៅលទ្ធផលដ៏លេចធ្លោនៃក្រុមនិងមុខវិជ្ជារៀនរៀងខ្លួនពួកគេត្រូវបានបែងចែកចេញជាពីរប្រភេទទី1គឺនិស្សិតកំពូលទាំង3នៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេតាមវគ្គសិក្សានិងនិស្សិតកំពូលទាំង3នៅក្នុងសាលាCamAd តែម្ដង តាមវគ្គសិក្សាផងដែរក្រុមដែលលេចធ្លោជាងគេទាំងបីនៅក្នុងក្រុមគឺទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់និងមេដាយមួយខណៈពេលដែលសិស្សានុសិស្សដែលជានិស្សិតកំពូលទាំងបីនៅក្នុងសាលាក៏ទទួលបានពានរង្វាន់សម្រាប់វគ្គសិក្សានីមួយៗផងដែរសិស្សរួមថ្នាក់ទាំងអស់យើងតែងតែព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីសម្រេចបាននូវការទទួលស្គាល់មួយនេះប៉ុន្តែវាជារឿងដែលពិបាកបន្តិចហើយ To be better understanding this critical term and how to achieve it, we'll talk with Ms. Tang Supet Mollica, a top scorer of marketing for the term of 2020, who is now currently studying in year 2. So without further delay, please welcome Ms. Lica. Hello, Lica. Good day, Tepi. Nangay chang, alo chui nai non chumum ne, ai audience chang sạp tiếng mát. Hello guys, nhóm chmua Mollica, or you can call me Lica, that is what my friends always call. Và ngay nhóm chỉ là sophomore, chỉ sát chăm tí bí nơi CamAd Business Schools, majoring in Accounting and Finance. Hay nhóm có chỉ top scorer mới in Marketing Subject, nơi freshman years. Yeah, lôi mình tên. Mạch đá Lica hỏi ngay năng sốc sửa bài ớt. Sốc sửa bài đá, còn tại my mental health is kind of unstable, so... During pandemic nang min nak sala ot phu ai kat tha sala bat lang ma chnam chieng ni nak ko nak pon tae ba san chi ke ao choy chi hien hybrid ta yeung tae sala ka ban ot tae ka ban vi lo chieng pu tha pe kla ngai kla chong tae sala pu tae ngai kla tiet ot chong tae tae ba san chi su tha nak sala ot nak của tha cho tặng cho colleagues mà hiện nó là bạn tập bay khai ở đó bay khai không thử đợt tiệc hiện online nè mẹ nặng nhẹ xe này có tên nó là ở toàn miền nặng nặng cái ở đây tiệc pi trời vậy vậy à lấy chẳng chập làm xong món cái nè are you attending only one university or two? Hoàng ngày nâng nhôm attend tại mà sala tế còn ta tăng phí job high school mà vì hiện hesitate hưởng do mà sala rồi có phí sala rồi có like one major or two major ở trong tờ ta đọc p hiện còn tại job high school liếm nhôm vào mỏng để xa nơi khi nồng high school cắt the trong hiện phí trong hiện phí hay miên major và cắt the trong hiện tiền ta đọc p còn tại job high school liếm my opinion my plan job nam chèng hay chấp đang số anh the ta bờ sân chỉ nhóm hiền pi major nhóm crong ban nọ bậc quan ta hiền thì đọc pi năng là ô trong lọc pi nào là ô đã kê đã ai mà trắng nhóm ask luận anh the bờ sân chỉ nhóm cho university hay hiền lòng pi major tiệt hay major tặng anh năng có viên mình mẹ chỉ major đa số hiền này bờ the tặng ti đọc pi vì quan ta chỉ basic subject kê nhóm anh dạy the ti đọc pi số hiền này quan ta at least dương ai consider vì xuống chiêng university life đài chẳng tới bề nắng nhóm đã question mặc luôn ai mong thế ta nhóm chẳng hiền bà đá chill bà đá rồi cả chẳng hiền bà đá get stress bà đá so the answer is kind of obvious I chose to hiền only like one university để ra tại nhóm chẳng maintain my physical health hơn chẳng maintain my mental health like at the same time so sốc chất hiền tạm môi và xa trên hiền phi hay ắt chạy tầng phi ắt cho ba môi nè sao là ngày nhưng có cắt chân này cắt tha bờ dương và có thật luôn ăn cho ba hai dương hồ và đẹp luôn ăn bị phát comfortable cho mùi viết tờ ok mới tiệt in your opinion what are the benefits from attending this school
Bỏ tem ca cắt bỏ nhóm vì cả attend the school á, anh nắng bên nhóm cho máy chập à rộng môn kế cứ the service là bỏ nhóm cho nắng came at business school nắng they have really good service đôi chỉ student service bởi sân chỉ nhóm trong ban information rồi gọi nhóm trong tới your source vì tiện tông tới nâng result nè mỗi nhóm đăng theo nhóm thời tới xuống này kì miền LSC ISU Learning Support Center nâng hay có miền chỉ library để nhóm ai tới ask information bị kê bàn để tới nhóm miền plan like dân ai plan hay dân tới xuống này ní dân miền cô đào cho bà lò ở đôi nhóm thọ biến vì high school nhóm ở đông thang bởi sân chỉ nhóm trong ban qua miền này trong ban source này nhóm ở đông thay nhóm ta họ nè mong hay nhóm thử ta họ luôn ai tiệt nó không ở này hay ở đông theo viết reliable được ở phần tay bên nó sẽ là cứ reliable của thay cái miền LSC cái miền nè chăm chua dân assistant chăm chua dân khỏi hay tập bê cho nó tiếp để nhóm cả theo benefit đá cứ BA and CAT dân hiện like mỗi 2-in-1 mong á tăng BA phong, tăng CAT phong. Then another one is opportunity and competition. Nhưng các bạn sẽ là đo competition cho mình tên mình theo ta một vị trí này đã relate tới năng accounting năng business này ai để actually improve skill other skill bởi dân bán cứ là chui vì mình đôi chìa tam nhóm notice mình đôi chìa debate mình đôi chìa speaking writing rồi có ca thơ đi rồi trong cho mọi năng topic đây có phong trending same thing so yes bởi sân chỉ nhóm cách nhóm cách theo viên miền bay năng the service the BA and CAT and the opportunity năng ngày bật chỉ ở khai mảnh tàn thì tới nhóm có yếu sắp tam trong loại bởi ca đề chẳng hỏi ta lý ca ai phải be experience and how you prepare to attend the school bởi tam experience bởi nhóm cứ nhóm ở hiệp trong chọn mảnh tế còn ta thì mỗi cái nhóm xua senior xua nè để thọp hiện nó sẽ là năng xua cái the bọn ai hiện nó sẽ là năng mấy khla miền subject ai khla hai cái phía chọn cái focus tờ lợi ai khla trong tờ dương thờ prepare ai khla để ra quát quát chỉ senior quát thọp hiện là năng chắc đang the là thờ cái ao dương miền ai khla đảm bảo cho ban rư cổ sáng cái hiến cái focus tờ lợi với đôi accounting and finance chẳng. And the second one is nhóm tờ ask information vì sẽ là yêu mong xua tiết tông cho mọi năng test hay requirement để xa dân môn năng chân cho sẽ là dân mình thử thử entrance exam thử át này đọc bê dân tờ dân thử thử entrance exam tới dân ạ đăng ý dân thê ạ đăng thê dân thử thử test tờ lửa sập chích ấy là đôi chỉ nhóm tặng nhóm chấm bê nhóm tờ thử năng cứ miền English test and SAT test chẳng dân thờ hiệp chấm like prepare bởi dân chỉ dân miền ai ở dân prepare tờ tạm nâng tới bởi dân chỉ dân trong practice luôn ai bị test cần đặt nâng dân test nó test luôn ai xác lĩnh nâng tờ and the third one is also the last one cứ nhóm đủ self research sẽ là cái miền website nơi online dân dân ai go check it out on the website hay anh nâng có chia quầy này nhóm thơ đấy cứ nhóm tơ check đi background bác sẽ là dương ạ cho là mỗi hai dương ạ đăng đi background ba này phụ thê it's like we deciding on our future chẳng chẳng bởi dương cho là mỗi dương ạ đăng ấy xa it's a bad it's gonna be a it's not a bad decision but we can regret it later chẳng ấy so yeah bởi dân chỉ chẳng attend you guys can try all these tips nâng ngay đặt ạ khá advice bảo quát cứ là ạ khá mình tên so ta subject mới nè đại lý ca cho chất chính cái hay ai phải ba nó the hai đây mà lý ca cho chất subject mới nắng ta bắt tới bọn dạy the favorite subject món nhưng mà miền specific subject nào mới đại nhom like cái hay nhom cái the subject này mới nhom cứ việc copy clear cái đại dân hiến rồi còn knowledge đại dân từ tôi ba bị subject mới nắng việc copy clear tặng subject mới mới đôi marketing psychology khi nhỏ pin nó không nhẹ đại trong chuẩn này đang đại dương từ tua ban vì viết có khó khăn đại hai nhóm có cho chất mindset mới để set the subject này chỉ favorite bởi nhóm subject mới này mình chỉ favorite bởi nhóm đại chẳng ca đã set favorite năng nom ở nhóm miền bias bias năng miền này the nhóm không hiền ta favorite subject kì à, subject để mình làm favorite bởi nhóm nó nhóm ắt không hiền chẳng viên nom ở study life bởi nhóm vì ăn bà lens nhóm chơi lại ưu tiên hoa theo nhóm cho chất subject A hay nhóm dạy theo
nhóm không miền ta subject A, subject B nhóm tóc chào, để sao ta viết mình mình chỉ favorite bởi nhóm mì. So, what happened? What is the consequences? Nhưng consequence nhưng khơi nhảy dương và có chỉ hiện cho subject A hay subject B dương hiện ở trẻ. Cái nhỏ lies we unbalanced mong study lies của dương cư we unbalanced. So, I suggest everybody to try their best on every subject hay cùng cất lỡ mindset thêm miền tập subject mới nghe chỉ favorite bằng nhau để sao subject năng về sùa hiền hay subject mới ni thiết mình mình chỉ favorite để sao tập subject năng về bà bà don't think like that, try just try your best on every subject hay like do your best, do whatever you can because khúc subject tăng ác sơ tại miền uniqueness different uniqueness chẳng dương so try our best tới cùng tục hiền muối trao muối vì ở đó tới riêng hiền mà caution vì miên tròn sắp một cái chìa vì miên tròn sắp chỉnh chẳng bỏ miên buôn khó riêng cho tám muối bay tiếp tục trao hiền ở chỗ bao nằng so try all try it out all nói cầm nặng năm bớt chết ở khai mình tên chẳng hay ta lý ca ác phép ba nó ta how do you manage to motivate yourself to study? Good question. Samrap ka nyom motivate khluon nyom ai kham hien nang vi kind act tha doich manu phiek chon rư ko nyom can be a little different from other ku nyom kham hien doy sa nyom ai da motivate nyom ai kham hien nang ku nyom chang be independent nyom ka tha ba san chi nyom chai khluon ai nyom bach cham bach te pang ke hay bơ sân chỉ nhóm trai luôn ai nhóm trong thơ luôn ai về na cả ban đài mình mèn tha mất phe bởi dương băng ắt ban này but you have to understand that kế có miên pe thở cất tơ lơ hương bảo kê được nia chẳng dương cua ta try to do stuff on our own first before going hay like ask for order chẳng hay another thing is bơ sân chỉ dương xua kế dương ắt try to do it luôn ai phong chẳng bơ tha này kế nè trẻ dương chết được có kê trẻ bởi dương ắt không ắt toàn không luận ai nhưng dương khoản tại đại ca nghe mà dương từ xua kê ba đầy nằng trong vì nhưng cái thế yeah that is what motivate me to study hard nhưng trong thua ai on my own ắt trong depend từ lời kê mà rồi phía rồi thì hay cho nói tiếp ý cứ đại xe tại nhưng trong challenge đại thua hiện trong tìm mối hai miên kê mon dậy phía bà thế ở này pê hiện subject khỏi thơm khỏi sắp chí nghĩ bà à đại lưu kiên dịch chăng ạ nâng ngày bị trả kiến dịch chăng nâng ngày cái thè ô ở này về semester 1 nâng nhóm mặt hiền marketing nghề chăng miền kê mà nhảy thè ơ ở này hiền thơm khỏi chụp marketing nhá bà chăng nâng tiền chăng thơm nâng bạch toàn lưu về thơm khỏi đâng ta bà chăng nâng like we have to suffer more dạ đại lưu rảy kê dịch chăng nhạc class got discouraged mong ạ chăng hiền này pay bần tay nhóm ạ cho chất mindset thè kênh dạy chẳng hai nhóm ọt hiến ấy cứ nhóm chẳng take it as a challenge hay proof mẹn thè bóng bóng rư con đẹp xây nên kìm bad intention này ảnh ứng nhóm khoản ta do mindset nó mà đã nơi khuôn ai nhóm chẳng do challenge nó xâm đập khuôn ai bắt đầu cứ thè kênh dạy chẳng hai dương chẳng proof proof kia thè nothing is impossible bởi dân chỉ dương khóm tôi chưa biết bởi bạc mấy cái đói cứ dương ai hiến ban đài hay cứ nhóm ọt cho chất à mindset mô hình dạy thè bà dân chỉ kê thlẹ mà cả nó nằng chăng bà dân chỉ dân thlẹ có việc ọt bành hà đây chỉ dân common để thlẹ rồi most people cất thêm bà sạp trích năng phẩm bá hay kê hiến thlẹ à năng mến chứ cầm hoa bỏ kê vì chứ cầm hoa bỏ sạp trích kê cần chẳng kê cất thêm kê thlẹ mà cả nó chăng nhóm thlẹ mến cầm hoa nhóm mê mà bị cầm hoa sạp trích bá nằng chăng I don't have to try hard, just hiến thông bà đá thlẹ có thlẹ chọc ở chọc bà chọc chưa xâm nén bà thlẹ vì chỉ hướng thông bà đá đời xa tại sập trịch, like what I said people have that mindset nhưng cái thêm it's not a good thing to like have that mindset hay nhưng cái thêm bà dân chỉ mà nữ đại kê vơ càng yên nâng hai môn dưỡng kê fail ấy ta dân cua ta fail tam kê rư có dân cua ta hò solution hò another way to find success nhưng cái thêm ca follow other people's step á dân thử mơ đài dân thử mơ thêm step bỏ kê nó cua ta follow á rồi có dân cua find another way bà xin chìa kê tới play thoáng hay success vì ở miền này thè dân tới play thoáng có success đài bởi khá dân thử bắt chuyên bắt đàm trong tất bản find our own way so I really suggest people to have the mindset that everything is possible bà xin chìa dân try our best be the best version of yourself vậy trong tất
dương bà có chìa at the end of the day dương gọi là finish everything hay dương gọi là like can do whatever we want to do นั่งไงโอ้ยจมพ่อสนอนี่ลิกแคชละมันก็ไปคลังเหมือนเต้นมองก็หลังจุดจังแต่ลิกก็ไอ้แผลมาชนหน่อยเตี้ยแล้วแพ้แต่ลิกก็มีทิปไอ้ like to review your lesson every day or something familiar with itជាធម្មតាការ review lesson វា depend ទៅនឹងការ organize note របស់ខ្ញុំដោយសារពេលដែលខ្ញុំទៅសេ note អីហ្នឹងទៅខ្ញុំ try not to like ដែលទៅសេដែលឃើញគេទៅសេមេរៀនព្រោះតាបិចពណ៌ខ្មៅសុទ្ធឬក៏ពណ៌ខៀវសុទ្ធដល់ហ្នឹងហើយជាហ្នឹងហើយជាធម្មតា I don't do that I try to use like different color ចឹងណាប៉ុន្តែមិនមានន័យថាចម្រុះពណ៌មកសភៅនឹងមាន5 6ពណ៌យកព្រោះតែឲ្យតែមានបិចខ្មៅបិចក្រហមបិចខៀវអញ្ចឹងឡើយមាន2 3ពណ៌អញ្ចឹងកុំឲ្យមើលទៅសភៅខ្សោះជាតិពេកបើមិនចេះសភៅវាខ្សោះជាតិពេកទៅយើងក៏អត់មានអារម្មណ៍ក្នុងការមើលដែរគ្រាន់តែបើកសភៅមកបន្តិចអញ្ចឹងទៅអស់អារម្មណ៍មើលបាត់បិទសភៅចូលដេកដោយសារតែវា boring ហើយការ review lesson ហ្នឹងគឺខ្ញុំ set time set date អីអញ្ចឹងដូច subject ណែដូចមាន4 subject subject ទី1ខ្ញុំរៀង understand ច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាទៅក្រោយគេអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវ review ហ្នឹងគឺ review ក្រោយគេហើយអា subject ណែដែលខ្ញុំរៀងអត់ស្ូវច្បាស់ជាងគេគឺខ្ញុំ give it more time like 2 week ឬក៏2 week កន្លះអី before the exam អញ្ចឹងណាដើម្បី review គុំចាំដល់មួយថ្ងៃ2ថ្ងៃមុនប្រឡងហើយបានទៅមើលមេរៀន I don't really suggest one night policy because it wasn't ជាវា work we are ថាវាជា luck របស់យើងប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាអត់អាចថាមាន luck គ្រប់ពេលទេពេលខ្លះវា can go wrong អញ្ចឹង so yes that is how I review គឺចំណុចដែលសំខាន់ត្រូវចាំគឺត្រូវមាន note ដែល organize បានស្អាតសិនបើមិនជាអត់ note មាន likeorganize note អត់បានធំធៅវាញ៉ៃញ៉ៃវា messy ការ review lesson ក៏អត់ចូលដែរគឺបោះសភៅចោលហ្មងកុំថាតានៅ textbook នៅសភៅអា lecture book ដែលគ្រូឲ្យហ្នឹងយើងទៅសេលើហ្នឹងមែនប៉ុន្តែយើងទៅសេថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកអាចភ្លេចបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះទៅសេចូលនៅក្នុង notebook ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលបានលើកក្រោយទៀតវារៀងស្រួលហើយមានអារម្មណ៍ចង់មើលសភៅចឹងយ៉ាខ្ញុំពេលខ្លះចង់ដែរហ្នឹង and like what would you do if you had to complete a task you were unfamiliar with បើសិនជាខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់បើសិនជាខ្ញុំមាន task ដែលហៀង unfamiliar with ហ្នឹងយើងអត់មាន like we have no choice but to do the task right even though it is unfamiliar to us so the first thing is យើងដូរ research តាក់ទងជាមួយនឹងtopic ឬក៏ task ដែល given by the professor ឬក៏ lecturer របស់យើងនឹងយើងត្រូវ research ខ្លួនឯងថាតើអា task មួយហ្នឹងអា topic មួយហ្នឹងវានិយាយពីអីយើង try to understand we first at least បើសិនជាមិនថា understand 100% គឺយើងអាច understand ពី concept វាបានពី50ទៅ60%អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ step ទី2ឧទាហរណ៍ថាយើង research ហើយយើងនៅតែអត់អាចទទួលបានចំណេះដឹងឬក៏បាន information ដែលយើងចង់បាន so the next step is to ask for help ហ្នឹងគឺ try to ask senior ឬក៏ ask អ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងអត់ប្រកាសទេថាគេដឹងគេចេះធ្វើ task ហ្នឹងអត់ប៉ុន្តែយើងចេះតែសួរគេទៅ at least គេ senior គេអាចមាន experience ច្រើនជាងយើងគេអាចដឹងអ្វីដែលយើងអត់ដឹង so យើង yeah try to ask them to help us explain ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺ self research យើងត្រូវតែ research ខ្លួនឯងសិនបើសិនជាយើងអត់ research ទេហើយយើងទៅសួរគេហ្មងយើងអត់ទាន់ដឹងពី concept ផងហ្នឹងអញ្ចឹងបើគេបញ្យល់មកយើងក៏យើងអត់ងាយចាប់បានក៏យើងអត់ងាយយល់ដែរអញ្ចឹង I really recommendlike to do it with yourself first do it by yourself first យើងត្រូវ try ខ្លួនឯងសិន before សួរគេ we gonna help you a lot ចា៎ ណ៎ឯងដូចខ្ញុំដែរដូចរបៀបថាពេលគាត់ពេកលោកគ្រូនោះមកក៏អីគាត់ដាក់ការងារមកអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមើលតែអត់សូវយល់ពី topic ហ្នឹងណាភាគច្រើនគឺខ្ញុំទៅសួរសិស្សច្បងតែគាត់ហ៊ានធម្មមុនយើងអញ្ចឹងណាពេលខ្លះគាត់បញ្យល់ឲ្យគាត់ក៏បានចាន់អា sample នៃអា work មួយហ្នឹងឲ្យយើងមើលដែរអញ្ចឹងហើយយើងរៀងចាប់បានអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ and on របៀបថាទាំងយើងទាំងគេ
được biết thế là cái thần được biết bà professor mới nâng quạt hiện ca nhưng mới có quạt hiện mặt chặt bé cái thần ăn sơ miên sơ cho chợ tê thật bà tam nhưng mới khơi nhé là ngày đấy sao ở quạt ca nhưng mới có quạt mặt chặt bé chân hai ta lý ca tôi phải không ai nói thế lý ca maintain relationship cho mỗi nâng lúc khú mới có phải là việc mấy đài. Okay, I will start with how I maintain my relationship to my nang co first. Because nang ai we lobiep tu ot mien ai khok khnie mae ne kwan ta chompuo co yeung dang srap ai alau yeung hien online yeung mon ot mien physical contact chmuoy kwat neu khrau neu sala doich pi mon ne anchang ai da yeung ai tveu ban keu ai yeung hien nang yeung try to answer their question mon tha ta chomlai chaing mao yes no question rue ko kwat su ai ka dao yeung kua ta try our best to answer try our best to respond to their question anchang hay thau be interactive cho mọi quạt nhưng cái thay dân hiện online miền cây slide cho nó dân chẳng dân ắt slide các bạn đè bật lớn cho đề tông ai kia này slide cho nó tông ai kia này slide cho nó it's not a good thing really hay cái thôi chẳng việc bắt qua đó dân luôn ai tiệt bật sân chỉ dân ắt interact mới khổ đối mình vậy chẳng tại dân ắt interact mới khổ dân là ngồi đây vậy tại dân là ngồi đây dân mẹ rằm hiện ắt chỗ at the end of the day hiện ắt trẻ so nhóm can maintain relationship bởi nhóm cứ nhóm try to interact as much as possible bằng theo tại cả trai dùm nó tệ tông nâng mê hiến cả trai dùm nó tệ tông nâng bê khá khúc lắp ở xua theo how is your day anh chẳng tờ yên try to like phép bi đề bởi yên as much as possible chẳng á bởi dân theo mình chọn có phép tích tuổi tơ thơm mệt áo yên ai interact mới quát ban cũng tốt quát chào hay phở theo cả phần chẳng có vi ad norm our brain young we process hiện like we productive á ở cái đồng nào các là cũng chăm ta ok nè slide chuẩn nó hay dương châu ta đẩy bạn tập về can maintain relationship with my friend cứ lâu nắng ai là I'm kind of busy chẳng can maintain relationship chuẩn mùi friend với hiện bạn but I tend to like checking up on them bởi xin chị mình theo chat khoảng ấy có dân ad bị bảy ngày chat mà đông rồi có daily chat anh chẳng ấy họ messenger họ instagram nếu là lỡ mà cứ viêm em qua internet nên tăng họ ấy các bạn đây đi chẳng chat với cái messenger chat các bạn đây ai ở đây à vậy men dương ad phở app năng dương tech advantage bị app năng mèo dương ad chút kéo app bị hay là việc theo tôi chỉ dương keep contacting with each other man phần tay dương thở tả đồng thay kê miên phê tình này nạc lạ bởi dân chỉ kê dương chat thay kê kê ọt respond mô vinh don't get angry or get annoyed but then not everybody can be free for us all the time. Even man friend by young and old. God like be God mean pay available by young or young my pay one mount there. So yes. I really think that doesn't you can maintain relationship to my friend, young quota like respect their time, respect their privacy and also respect their decision. Cái trong reply có ad cứ chưa được bỏ kê viêm messenger bỏ chưa nghe bỏ kê viêm pay tần này cái reply từ bữa sân chỉ kê ad viêm pay tần này tế chăm wait for them to like viêm pay tần này chăm kê get back mà dương pay nè better dương respect their time có thể try to put yourself in other shoes bữa sân chỉ dương lưu vô hay kê mà bỏ khăm mà dương từ reply chat có dương không nè thờ Man. Don't respect, try to be respectful. Ngài bạch lạ bảo sao dương ở đăng ha thật dạy ấy rồi mới có dương trong keep in touch mới qua rồi mới có mấy bác có post story ấy chẳng dương trà ta reply mặt pi đó tụi bay viêm bản tôi phá lưỡi dạng hỏi nó có mà mặt pi đó thật hỏi có mấy phát mục clear rồi việc chẳng á chết bài call man call vô mừng call vô mừng call vô Lika, entertain yourself during your free time, besides of study,
miền hobby em xem ở chị thông mà đá nhung to like ôi my life is so boring but I can't like hát đăng cái này so boring mong phần tay mi miền cho nó bị bay để mi ai admin hiện đây thì mỗi thứ tập tập chủ đề ta bị đấy tập mỗi mong cần đấy mỗi mong và tập bị class chẳng chọc mà class chẳng nhưng like try to đặt mà bắt bị bắt mà không ai biết stress về hay vậy khi bị bắt chủ đề cứ mơ hưởng phần tay sầm rạp hưởng cứ nhung mặt sơ mơ tế đời xa à lỡ ở đâu mà chỉ chấp get bored à hưởng ta đọc episode chẳng mơ ban tập bay buồn episode chập đam kẹt bỏ đầy chẳng chụp mơ hưởng đang bà đài tăng đi cát đang sẽ bay là biệt thê professor lỡ mẹ là lỡ cái phía chọn tăng vì dương hiện thân lại tiếp mơ biệt thê mình lúc khủ mà chân nốt mà còn đẹp khủ mà chân nốt quạt quạt cai quạt mọt chọt quạt tăng răng phê mưa có ấy tay bà tam sơ mà chân nốt tốt bê quạt chân tớ là biệt thê ọt sơ chân hiện mong qua tay bụi đang thay quạt hiện cai trong môi của ôi thơ ca nghe chớn đã lũng hạt chớn cái cả tia chớn này ấy chân á hay về khá tiết dương ọt sơ interact cho môi nóng mất phẹt dương chân tứ nhưng mà rõm thay nơi chung ai khi này ấy chân á ta lý ca ách phẹp ba nó là biệt thay how to maintain relationship cho môi nóng teacher hay cho môi nóng mất phẹt Yes, sầm rạp ca maintain relationship chứ mỗi nâng khổ à lời nâng vi hiện và bạc chương môn đời xe đôi dương đang xe hợp ấy à lời vi miên COVID like going around the pandemic chân tới dương thờ hiện online hay ca hiện online nâng vi ở đôi hiện physically dương thờ like ở interact ban vi ở miên physical contact ở miên nà kê đài like bởi sự dương hiện nó khéo dương anh dạy mười khu ban màu nhân trong dạy bề nát ở ban dương bạch chăm đôi nơi không online tỏ ăn mình nhút bằng dạy ban nè nó khéo còn trong trong dạy anh dạy nâng mà phần tay xâm rạp ca hiện online là lời vấn cứ vi miên miên ca bập bạ đời xa ta sơ phía chón cơ thê kê ọt interact có bạn đời xa miên nè chui chlai xin lũ ao hào dạy đôi tại vì chẳng đai ở đai thua cái thang sao vừa cái nó không thể chạy ai hay chẳng thể pin và chạy các bạn đấy sẽ bị bật bật công tơ cho đề mong tơ các bạn đã thân đến đây ok để đang thòm ta bật tha hướng cho kem mới cứ ọt mong ta làm mình tịch tuổi đây nó nghe gì thù nhá vì sao mình tịch tuổi mà thao ác không gì của bạn đây Liam is a good thing bởi những cái thẻ cho đây vị trí ở over thẻ nó vị trí phải những hiện chẳng ấy So back to our topic, how I maintain my relationship nung during this like unstable circumstance nung kinh yom try to interact as much as possible đôi chìa got so some no a young try to try chẳng em mình thay ta some no nung vì yes rồi còn no question này question answer chẳng tới young try to answer as much as possible là vì thay khoản ta drop chat yes mới anh nung có vị trí respond bởi young này mình to ta thay đời dương miên anh dạy hiển với anh bạn chặt tục theo vị trí response này ớt đi as long as we try some no call bạn này theo bà dân chỉ dương try some no call bạn này theo dương có bông tập follow qua đây dương dương try to understand the lesson đời xe bà dân chỉ dương understand the lesson có dương ớt ớt try yes or no mới có bạn này thờ ớt chẳng Yeah, young should be like following with them hay try to communicate with them mình thấy ta cái ăn mình nhủ thấy chlai gì xong bây tại cái drop nước trong chat nó có cái hai chỉ cái communicate mỗi đài hay ăn nóng vì chui ai khuôn dưỡng keep like being awake phong hay be productive về hiện mình mình thấy khơi cái chlai hay young ắt chlai gì chẳng tới à pe nắng ấy vía bà bạ đó dương luôn ở khỏi pe khỏi để chập bị class liếm giờ chập bị class liếm dương ở đằng thay dương cha ấy bỏ pe nắng dương ao kén kê đáp ở dương nắng dương ở đáp phong dương ở pay attention phong nắng dương ở bên internet mới khủ phong chẳng dương ở đằng thay ngày nắng khủ hiện ấy class vía bà bạ đó dương vía waste our time that we have to watch the record video mình mệt thay ca watch record video cứ chia is a waste of time mệt phun tay bề khác dân hiện nó không khác dân understand phát sinh việc rồi chẳng phải để dân mơ record video mà đón tiếp dân understand với sự chuyện so yes that is how I maintain my relationship cứ nhôm
try to be productive hay be interactive as much as possible នៅក្នុងថ្នាក់មិនថាមិនមែនថា interactive ដើម្បីឲ្យគ្រូ notice ទេគឺ interactive ដើម្បី keep myself awake ផងបើសិនជាយើងឆ្លើយមួយសំណួរគ្រូអញ្ចឹងទៅយើង brain របស់យើងក៏វា process ក៏វាដំណើរការយើងយ៉ាវាអត់ខ្សាច់ជាតិណាតែតែថាគាត់តែដល់យើងអត់ឆ្លើយមួយគ្រូតាមសំណួរទៅចាប់ដើមងុយដេចៃ I have experience អាហ្នឹងហ្មងគឺតែអត់ឆ្លើយទៅគាត់វិញគឺចាប់ដើមអឺខ្ញុំឆ្លើយអត់ឆ្លើយពី3ទុកឲ្យគេអ្នកឆ្លើយឲ្យមិនបាច់ឆ្លើយមិនបាច់អីយ៉ាអាហ្នឹងជាចំណុចមួយហើយសម្រាប់ការ maintain relationship with my friend គឺខ្ញុំ try to checking up on them ទោះបីជាយើង busy មិនក្តៅដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹង I'm kind of busy មិនថាតែ school work មិនថាតែwork beside class អីចឹងក៏ខ្ញុំមាន level ច្រើនដែរប៉ុន្តែ try to update with each other as much as we can ចឹងហើយយើង try to make time យើងកុំ wait ដល់ពេលដែលយើងមាន free time យើងត្រូវតែ make time for each other ប៉ុន្តែយើងត្រូវ understand ថាការសួរគេការ communicate មួយគេគឺយើងត្រូវដឹងថាគេតនេអត់បើមិនជាគេអត់តនេយើងក៏ត្រូវ respect អាហ្នឹងរបស់គេដែរមិនមែនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់អាចតនេ24ម៉ោងឬក៏ be available for us 24ម៉ោងដែរដូចជាយើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងដឹងឯងថាយើងខ្លួនឯងហ្មងក៏យើងអត់អាចមានពេលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់24ម៉ោងដែរគេឆាតមកភ្លាមមិនបានន័យថាយើងអាចមានពេល reply ទៅគេភ្លាមភ្លាមមកដែរពេលខ្លះយើង level ហ៊ានពេលខ្លះយើងត្រូវ level ធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងឯងយើងអត់មានពេលទេ so I also suggest thisto everyone បើសិនជាចង់ maintain relationship យើងទីមួយគឺ try to like checking up ឬក៏ update with each other ប៉ុន្តែ keep the respect for them respect the time respect their privacy and also their decision the decision មក get reply chat យើងឬក៏អត់ជា decision របស់គេយើង reply chat គេឬក៏អត់វាជា decision របស់យើងបើសិនជា chat មកវារឿង inappropriate ពេកយើង decide to not replyវាក៏ជារឿងរបស់យើងដែរវាជា decision របស់យើងយើងគេក៏មានពេលវេលារបស់គេយើងក៏មានពេលវេលារបស់យើង so try to like check that between អាហ្នឹងណាយ៉ាអឺលោកកែឆ្លើយចឹងក៏ត្រូវវាដែរដោយសារបើតាមមើលរបៀបថាបើតាមមើលទៅដូចមកថាយើងឆាតទៅគេចឹងហើយទៅគេអត់ទាន់បាន reply យើងភ្លាមឬមួយក៏as ដែលយើង expect ណារបៀបថាឆាតទៅពេលខ្លះកន្លះម៉ោងក្រោយបានគេ reply ឬមួយក៏មួយម៉ោងក្រោយ reply តែមុននឹងមួយម៉ោងហ្នឹងយើងគិតទៅថាចាគេអត់ចង់ reply មួយយើងគេអត់ចង់ហប់យើងមួយក៏គេទុកយើងចោលអីហ្នឹងតាមពិតវាមិនមែនជាដូចជាការដែលយើងគិតហ្នឹងឯងត្រូវអត់ពេលខ្លះដូចនិយាយថាគេក៏មានការងារគេធ្វើច្រើនដែរឬមួយក៏គេអត់បានមើលឬមួយក៏វាអត់ load មកអីចឹងអញ្ចឹងតែពេលគេឃើញគេ reply ជាមួយយើងអីចឹងហើយយើងមិនចាប់បាច់អនចិត្តលឿនពេកគេដល់ពេលហ្នឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹង relationship យើងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិយើងដែលមិនដឹងខ្លួនណាហ្នឹងហើយ so មួយទៀតរបៀបថាជីវិតរបស់យើងមិនមែនហ៊ានតែមួយមុខទេត្រូវទេឲ្យយើងហ៊ានមួយមុខក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងហើយចង់សូលីកាថាក្រៅពីការហ៊ានសូត្រហ្នឹងតាលីកាមានរបៀបថា hobby ឬមួយក៏អ្វីដែលចូលចិត្តពេលត្នេអត់hobby I ខ្ញុំអត់មាន specific hobby ទេមក I decide my life like boring ខ្លាំងមែនតើ cycle repeating ហ្មង that's my life cycle repeating បន្ទាប់ពីហៀនហើយញ៉ាំដេកមើល YouTube អីចឹងទៅប៉ុន្តែ my specific one គឺស្ដាប់បទចម្រៀងបន្ទាប់ពីហៀនចប់បន្ទាប់ពី do my task ហើយខ្ញុំ try to listen toមកបាត់ពីបាត់អញ្ចឹងកុំឲ្យថាអឺហ៊ានត្រូវតែហ៊ានជាប់គ្នារហូតហ៊ានចាប់មកមុខទៅចូលមកមុខទៀតអត់ទេយើង try to មានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្លះមិនថាតែការស្ដាប់ចម្រៀងការមើលរឿងអីក៏ដោយប៉ុន្តែការមើលរឿងហ្នឹងខ្ញុំរៀងប្របាក់បន្តិចដោយសារខ្ញុំឆាប់ get bored អញ្ចឹងខ្ញុំ decide to មើល YouTube YouTube វាខ្លីៗវាមិនមែនដូចរឿងភាគ like series ឬក៏ K-drama អីហ្នឹងវាមានច្រើន app អញ្ចឹងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំ get bored លឿនអញ្ចឹងខ្ញុំមើល YouTube វិញមើលជាកម្មវិធី1ម៉ោង2ម៉ោងឬក៏20ទៅ30នាទីអីយើង entertain ខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែ my favorite one my favorite hobby is sleeping ខ្ញុំមកនិយាយទៅត្នេឲ្យតែពេលត្នេគឺរហូតពេលដេកចៃអត់ដឹងមិនអត់ដឹងមិនមកលេខ
Peking tới phía mà với miền hiện miền cả lãng chưa môn because ta hiện hiện mà phật nhưng hiện bên phật còn chẳng ta hiện mà phật tới hiện chấp thầm mang đọc đi cái lại nước ắc sao mong học bê đê học bê đê sẵn đang chẳng thôi cho tiền nó ngay kế ngồi với mẹ chứ hưởng là khó đây vậy tới as long as you happy with it hay dương ai manage time dương bê hiện sâu đây cho mọi người activity để dương thưa khảo bị nắng bán anh nắng gột khang mình tan mòn mình tan nhung chậm mới phần nhung ai thật bạn ạ nói ngày hay like what personal achievement are you most proud of, like what academic achievement do you hope to accomplish by the time you graduate? Sumrap personal achievement bởi nhung ở đăng thế bởi dân chỉ hướng những happen to different people, different person, chẳng kì cách lớn được nhóm mở tế. Vẫn tại xâm lạp nhóm personal achievement bởi nhóm cứ soft skill. Nhóm improve soft skill, nhóm chọn mình tên by joining club, by doing volunteer work, đôi chỉ care for work nó trong society, xin chẳng dương squad mà được chọn. Dương work chỉ mùi nâng different people, mình theo tại mà được đại dương club squad hay, mà được đại dương at club squad này cứ dương act improve communication skill cho mùi nâng kê ban mong dân ai đôi bì môn chân nhóm sai à lỡ gần ta sai để phần tay khoảng ta bì môn nâng khoảng ta bì môn nâng ở hiện start conversation phần tay à lỡ bởi dân chỉ chụp kê nhóm ai start conversation ban chân ấy là bì xuất đời kê ấy chân môn ấy chân ta xô kê nhằm bay môn xô kê nhằm bay nở ấy chân bởi dân bì môn vánh ao ấy dạy ấy chân chân yên môn thật thật cao ấy kinh dạy họ môn. So my personal achievement nhóm cơ thể anh nói ấy vì chỉ ấy đại nhóm achieve ban phần tay xâm rạp academic accomplishment đại nhóm chọn ban và tôi bị nhóm graduate nhóm cơ thể goal bởi nhóm với simple hay có đôi chìa mình được same same để cái hiện nơi camp at đại cứ nhóm chọn graduate on time để ra tại những đang sẽ phải ở việc covid hay nè class quan toàn man graduate anh chẳng pin lên quan graduate vẫn đang ăn graduate pin lên anh chẳng ấy. So my wish that I chẳng achieve no pe để nhung graduate nó cứ graduate on time hay graduate tăng BA cho mùi năng CAT mình thấy nhung đang theo CAT we kind of hard but we is a good thing that person chỉ dương act achieve ban chẳng ấy. So yeah, it's simple. I just want to graduate on time. Hi, graduate ban bằng pì, tăng CAT, tăng BA. Nâng ngày bắt chết ốc hàm tên sắp bày nhóm mắt ở chẳng chẳng đài hay ở là việc thay dương achieve ở vậy để dương trong ban nâng cư bắt chết bắt khám ta hay nhóm chẳng ban chẳng đợi mới đại lý ca dây tha cảm ơn lý ca sơ trên giấy lý ca yên ấy chẳng ta lỡ lý ca ai chùm nè hẳn đáng tốt bây viên bản mà nói phía rồi dừng hãy nát cổ ban chẳng sắp tới bài sắp phía rồi đây thở ọt phụ ấy và sân đại dương ọt thơ chẳng tế tới ngay mong tiết cổ viên của bà đài xong bề nhóm hỏi ngay cổ hiện mẹ rắm tha hiện sai cho mọi nâng new person ấy ta bằng tay dân try to interact cho mọi khi nè chẳng hạn chẳng hay dân cùng yên ấy chẳng nâng ngày hay ở xin lỗi trong khỏi bởi dân nâng ngày nâng cư do you have any words for your fellow commanders as well as your juniors? Biết xâm rạp fellow, I don't want to make it serious. Like, I just want, for now, I just want everyone to stay safe and healthy. Hay healthy nâng mình mệnh thật là physically, tăng mentally, tăng physically, health là healthy tăng ạ. Và thế, during this, like, pandemic, chẳng là we kind of hard for us. Everyone is going through the same thing. They suffering, mình thật là schoolwork, mình thật là care, trên tư khẻ, relax từ cắt stress chẳng nhưng có trên lên ca để nơi tập tê chẳng nhưng có thể ca để nơi tê à lỡ nâng viên nó mỏi dương chậm mệt nhưng mà đừng nhóm nơi tê dù tới viên mẹ rộng stress tại dương stress tới dương thua ấy cả dương chậm khăn để so I hope everyone can like have more patience hay try to do whatever you want to do, try your best mong á. Tốt bây thì dương hiện online mà. Phần tay viên mình phải có thay ca hiện online nâng. Vì ớt ban phải dạo cho ấy, hiện online có hiện trái đại bởi dân chỉ dương commit nâng hiện. Hay cho nội mối tiết đại nhóm trong giới tập hiệp fellow, like junior. Xong rạp nè, đại kết thay luôn anh hiện ớt trẻ. Nhưng kết thay, mà nè, mình
bọn thử ta bọn smart thì mình ai tha cao máu to ta cao máu và cao món ban hiển chơi nhưng mà cần cho ngay khi nhóm cái tha effort is what we need bởi dân chỉ mình được nâng cao máu và cao chlạt còn ta up try to implement a intelligent bởi dân nâng không riêng lai á dân có cái up ban ai mà quên nè bởi dân chỉ dân dân hiện chắc khoảng 3 đài dân thay dân mình phải cài được kê bởi tác effort bởi dân lực kỳ so achievement bởi dân có vì anh lực kê đài nhóm really believe in effort năng mộ bởi dân chỉ nhóm trong phương ấy nhóm commit hay try to do my best before I complain before I give up dân sẽ thua luôn ai sần dân ạ toàn thua phong dân bệnh dân thay dân thua ạ cả dân thua ở office mặt phía dân bởi thay anh dân thua lên cả thay chẳng dân ta họp lâu môi tiền. And like I know you guys are stressing, but I hope we will all doing fine and we will get through this together, even though it's gonna be a bit harder than we thought. Về dân vì muốn mai dân ở đây plan hay dân chụp pandemic chân tế, còn ta lỡ xin vì face it how you want me option now that you act like put we ban tới dân miền ta try to find the new way to adapt to it. Dân be patient and try your best. Nên ai chậm lại bởi lý cá cứ bật chết ốc là mình tên mòn. Xong bây tình nhóm vì muốn á, bê đề nhóm thua ấy ớt bàn xe mệt. Ở vậy đề dương ớt rộng băng tốt thay dương nàng thua. Tức đó là đầm nạc ca nâng tê rung môi. Ở vậy đề dương ớt toàn start phong. Còn tình lưu kênh dạy thê. À nâng bà ai dương tầm cao tên. Bà tam nhóm nhóm tầm cao tê chân á. Bà xin tình dương do cầm nịch ớt năng mà tốt hay mà cách thà nặng với series cứ dương tư ớt cạt mèn đòi xa ấy bởi dương ớt chùm rốn chất luôn anh phóng nặng ta mi nả kê tiết mà chùm rốn chất dương mến thà kê khúc nha sẽ tài trăng ở dương phá ra cháy ở bốn tay ở vậy đà xâm khăn bốn phát cứ dương start bị luôn anh bởi dương ớt chùm rốn bị nông chanh tất khéo phóng hưởng ấy bằng kê mọc encourage dương cục bê chăng thở gọi chăng hai nhưng cách thà bỏ sân chìa dương bỏ sân chìa dương không phẳng luôn anh phụ ấy chậm nhẹ ta chậm nhẹ đặt là biểu hiện nhưng do chọc chay khuẩn ăn mình mệt nhưng do đầm bay ok trong thời đại xa là biểu hiện ở vậy đại dương bạch tránh cứ thời tại tụ ban mau về nhảy chẳng hay nhưng cái thay nhưng bạch cách ở vậy đại bạc pe kê phía trên nhưng cách hiện xuống xuống hay có vi series ta tam năng tấn năng chẳng hay nhưng có tụ ban ở vậy đại dương đồng băng tốc năng mặt đại pe class ai năng lơ ở vậy đại dương đồng băng tốc đại xa ca khất không bằng vàng bảo dương nên ngày thank you so much for our guest speakers spending your time explaining in details that allowed us to have a better understanding regarding this topic. And we hope that our ChemEd students can learn something from us. That is it from our ChemEd Podcast Club. And don't forget to like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, and you can also find us on Google Podcasts. Link are in description. And stay safe and healthy. Thank you for watching and have a great day. Bye. Bye, guys.